Thông báo của Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về việc xem xét đề nghị thi hành kỷ luật đảng viên. Hôm nay ngày 11 tháng 5 năm 2022, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố tổ chức hội nghị để xem xét đề nghị thi hành kỷ luật đồng chí Lê Minh Trung, ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố. Sau khi xem xét đề nghị của Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố nhận thấy đồng chí Lê Minh Trung trong sinh hoạt đời sống cá nhân đã vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm, vi phạm trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt. Vi phạm của đồng chí Lê Minh Trung là nghiêm trọng, gây dư luận xấu trong cán bộ đảng viên và nhân dân, ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng và cơ quan công tác đến mức phải xem xét xử lý kỷ luật. Ban chấp hành Đảng bộ thành phố thống nhất đề nghị Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Bí thư Trung ương Đảng xem xét thi hành kỷ luật đồng chí Lê Minh Trung theo quy định cũng trong ngày hôm nay ngày 11 tháng 5 năm 2022, Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức hội nghị để xem xét thi hành kỷ luật đồng chí Đàm Quang Hưng, Phó Bí thư Đảng ủy Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban kiểm tra Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy nhận thấy đồng chí Đàm Quang Hưng trong thời gian giữ chức vụ Phó bí thư quận ủy, chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Liên Chiểu, tháng 3 năm 2018 đã vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm, vi phạm trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, vi phạm pháp luật về phòng chống tham nhũng. Vi phạm của đồng chí Đàm Quang Hưng là nghiêm trọng ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng. Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ hậu quả vi phạm của đồng chí Đàm Quang Hưng và theo quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm ban thường vụ thành ủy quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong đảng đối với đồng chí đàm quang hưng